Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 11, chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Duy trì sản xuất ổn định trong bối cảnh dịch bệnh. Vườn cúc họa mi thu hút khách tham quan thưởng ngoạn. Thành phố Thái Bình tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô dừng đỗ tùy tiện, sai quy định luật giao thông đường bộ. Mở đầu bản tin là các tin tức hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị, Toyota Gosi là tập đoàn lớn sở hữu 100 nhà máy và văn phòng ở 18 quốc gia và khu vực. Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng hiện nay việc sản xuất của nhà máy Toyota Gosi trong khu công nghiệp Tiền Hải vẫn duy trì ổn định. Doanh nghiệp Toyota Gosi chuyên sản xuất các linh kiện túi khí và túi khí bảo vệ an toàn cho lái xe và hành khách trong ô tô, các loại tay lái ô tô bọc da và bọc nhựa xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Mỹ, châu Âu và một số khu vực khác. Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song sản xuất của nhà máy Toyota Gosi, khu công nghiệp Tiền Hải từ đầu năm đến nay không bị gián đoạn. Và tháng 3 và tháng 4 được xem là thời điểm khó khăn nhất, nhà máy cũng chỉ phải bố trí các ca sản xuất luân phiên, là thay vì làm 3 ca như trước thì nhà máy rút xuống hoạt động 2 ca. Để luôn nắm thế chủ động trong sản xuất kinh doanh, nhà máy Toyota Gosi, khu công nghiệp Tiền Hải đã tự sản xuất và cung ứng các nguồn vật tư, thiết bị đầu vào và tổ chức việc lắp ráp và cung ứng sản phẩm theo chuỗi mà không phụ thuộc vào đối tác thứ ba. Nhờ đó mà các sản phẩm của nhà máy luôn có được thị trường ổn định. Đó chính là lợi thế để nhà máy duy trì sản xuất ngay cả trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cũng để phù hợp với tình hình mới của đại dịch COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Đông Thọ mạnh dạn thay đổi công nghệ, từng bước khôi phục ổn định sản xuất. Trước tình hình đại dịch COVID-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến ngành dệt may, công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Đông Thọ đã chủ động tìm kiếm các đối tác mới, dần thay đổi phương thức sản xuất từ sản xuất hàng jacket, may gia công sang làm hàng FOB, tức là mua nguyên liệu về sản xuất rồi bán thành phẩm. Để đáp ứng yêu cầu này, công ty đã mạnh dạn thay đổi công nghệ, chuẩn hóa các quy trình và đào tạo đội ngũ lao động lành nghề. Công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Đông Thọ hiện vẫn duy trì sản xuất sản phẩm chủ lực là quần âu xuất khẩu, chủ yếu xuất sang thị trường Hàn Quốc. Nhờ sự nỗ lực của ban lãnh đạo công ty, đơn hàng đã được đàm phán đảm bảo đến hết năm 2020. Do đó, hơn 700 lao động vẫn đang có mức thu nhập bình quân từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, công nghiệp nông thôn là một trong những hoạt động thiết thực của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp, Sở Công Thương Thái Bình, tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như sản xuất công nghiệp khu vực nông thôn phát triển, ghi nhận của phóng viên Thời sự. Sau nhiều lần tham quan, học hỏi các mô hình sản xuất, cũng như sự hỗ trợ giúp đỡ của Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công nghiệp Thái Bình, năm 2016, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh đầu tư gần 100 tỷ đồng hệ thống nhà xưởng, máy móc, thiết bị sản xuất pallet nhựa, cung ứng thị trường trong nước và xuất khẩu. Bản thân công ty chúng tôi là công ty về phát triển công nghệ về môi trường, cho nên là khi mà chúng tôi tiếp cận cái thị trường mà ở Việt Nam là phá rừng về làm pallet như gỗ rất là nhiều, thì bản thân tôi suy nghĩ là sẽ chuyển sang thành pallet nhựa theo cái xu thế phát triển của nước ngoài. Nắm bắt nhu cầu thị trường, năm 2020, được sự hỗ trợ từ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Thái Bình, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư 24 tỷ đồng, mua bổ sung thêm máy dập ép phun nhựa. Đây là dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại, tự động hóa cao. Chỉ với 40 lao động, song trung bình mỗi năm có thể cung ứng ra thị trường khoảng 40.000 sản phẩm pallet nhựa các loại. Mặc dù chịu sự tác động lớn của dịch bệnh COVID-19, song doanh thu năm 2020 ước đạt 100 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 10 tỷ đồng. Một năm COVID rất là lớn, thế nhưng mà Trung tâm Khuyến công cũng luôn luôn đồng hành cùng chúng tôi và tư vấn để chúng tôi đầu tư những cái thiết bị mới để tiếp cận thị trường, nhất là đảm bảo về vấn đề sản xuất và hai nữa là đảm bảo vấn đề là đối với công nhân ổn định công ăn việc làm. Không thể phủ nhận, thời gian qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Thái Bình
đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp khu vực nông thôn, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Năm 2020, trung tâm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà được Bộ Công Thương và Ủy ban tỉnh giao. Ví dụ, trung tâm đã đào tạo được hơn 80 lớp tập huấn máy cơ khí nông nghiệp và 5 lớp may dạy may cho người lao động của các cái xã trong tỉnh. Đồng thời là trung tâm đã xây dựng đề án để hỗ trợ các doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ cũng như là trình diễn các mô hình kỹ thuật như là công ty môi trường xanh, công ty liên hạnh và hỗ trợ 6 mô hình ứng dụng máy móc thiết bị cho các cái doanh nghiệp của huyện Quỳnh Phụ, của huyện Thái Thụy và tổ chức tập huấn các cái chương trình về sản xuất sạch hơn. Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình chú trọng hỗ trợ phát triển các ngành và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn và các cơ sở doanh nghiệp, các ngành ưu tiên làm nền tảng cho hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn như các cơ sở doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, các cơ sở doanh nghiệp chế biến nông sản, mục đích nhằm khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn thúc đẩy sản xuất, đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ. Tiếp tục với các thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Trong 5 năm qua, ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tăng trưởng bình quân 5 năm giai đoạn 2016-2020 của ngành nông nghiệp đạt 2,5% một năm. Trong giai đoạn 2020-2025, Thái Bình phấn đấu lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng bình quân 2% một năm trở lên. Nổi bật nhất là lĩnh vực trồng trọt đã và đang hình thành, phát triển nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, công nghệ kỹ thuật cao với cùng loại sản phẩm, quy mô hàng trăm hecta một vùng. Diện tích trồng lúa với xu hướng giảm dần, diện tích cây vụ đông ngày càng mở rộng và trở thành vụ chính trong năm. Lĩnh vực chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa hiện đại, hình thành các trang trại, gia trại tập trung quy mô, qua đó hạn chế dịch bệnh, nâng cao giá trị của ngành. Thủy sản phát triển mạnh ở cả hai mảng chính là khai thác và nuôi trồng. Trong đó, nuôi trồng thủy sản chuyển dần từ quảng canh cải tiến sang bán thâm canh và áp dụng công nghệ cao vào nuôi trồng, năng suất tăng từ 3 đến 5 lần so với cách nuôi thông thường. Mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025 của ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình là phát triển toàn diện, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo nâng cao giá trị gia tăng bền vững, lấy thị trường làm cơ sở để định hướng sản xuất, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu. Trong cơ chế thị trường, sản xuất độc lập sẽ không tạo ra hiệu quả bền vững, thậm chí là đối mặt với nhiều rủi ro. Nhưng khi liên kết thành một tổ đội lại hỗ trợ nhau khá lớn về kinh nghiệm, con giống và đầu ra sản phẩm. Có những thành viên lợi nhuận thu về trong một năm hàng trăm triệu đồng. Chúng ta cùng đến với xã Đồng Xuyên, huyện Tiền Hải, nơi có gần 50 hội viên cùng liên kết lại thành hợp tác xã cung cấp sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sạch cho người dân. Chưa đầy một năm sau khi thực hiện chuyển đổi mô hình nuôi vịt biển theo chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm mà hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên yêu cầu, anh Trần Ngọc Trà đã có thể thu lại 4 đến 5 triệu đồng một tháng chỉ từ việc bán trứng vịt. Khi mà tham gia liên kết theo chuỗi này thì mình thấy là cái sản phẩm đầu ra của mình nó có giá trị ổn định, giá cao, mà bù lại thì năng suất lao động của mình nó nâng cao hơn. Và thứ hai nữa là tất cả những cái sản phẩm đầu vào thì đều được kiểm soát tốt, nên là không có cái sản phẩm kém chất lượng khi vào đến mình thì cái năng suất nó cũng sẽ nâng cao hơn nhiều. Hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp xã Đông Xuyên thành lập đến nay gần 2 năm. Các thành viên hầu hết đều là những hộ vốn trước kia chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng bởi dịch tả châu Phi. Khi liên kết lại, họ hỗ trợ nhau về kinh nghiệm nuôi đối tượng mới với một quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ con giống tới đầu ra đều theo quy trình liên hoàn. Chúng tôi đã hướng dẫn cho bà con theo những cái quy trình nhất định của hợp tác xã và tuyên truyền, vận động các bà con tham gia xây dựng những cái mô hình tiêu điểm có chất lượng để đưa cái giá trị sản phẩm của mình ra thị trường nó có cái hiệu quả kinh tế cao để tránh cái trường hợp mà thua lỗ cho bà con. Sản xuất theo quy trình an toàn đã mang lại hiệu quả khá lớn với tổng doanh thu một năm của hợp tác xã đạt từ 13 đến 15 tỷ đồng. Hiện hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên cũng đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ để tham gia vào chương trình mỗi xã một sản phẩm với bộ nhận diện thương hiệu bao gồm website, hệ thống bao bì tem nhãn sản phẩm hoàn thiện sẽ quảng bá nhân rộng sản phẩm tới nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh. Chuyển sang các tin tức khác, thưa quý vị,
Theo Nghị định 108/2020 của Chính phủ, sửa đổi về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2020 thì sẽ giảm một phó trưởng phòng. Theo Nghị định 37/2014 trước đây quy định số lượng phó trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện không quá 3 người, thì Nghị định 108/2020 sửa đổi quy định bình quân mỗi phòng chỉ có 2 phó trưởng phòng, trên cơ sở căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số lượng phó trưởng phòng, Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định cụ thể số lượng phó trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Thái Thụy hiện còn 36 đơn vị, giảm 12 đơn vị so với trước kia. Việc sắp xếp này đã tạo ra một bộ máy hoạt động hiệu quả dù tinh giản biên chế. Thái Thụy là địa phương thực hiện sáp nhập nhiều xã nhất tỉnh Thái Bình, sáp nhập 21 xã thị trấn thành 9 xã thị trấn. Sau sáp nhập đã giảm được 12 tổ chức chính quyền địa phương. Hiện 9 đơn vị hành chính cấp xã mới được thành lập, tình hình ổn định, đoàn kết thống nhất. Công việc điều hành cấp ủy chính quyền mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể diễn ra bình thường theo đúng quy định của pháp luật. Liên quan tới các vấn đề xã hội, những năm trở lại đây, số lượng trẻ mắc chứng tự kỷ gia tăng đáng kể và trở thành vấn đề xã hội rất đáng quan tâm. Ước tính cứ 100 trẻ lại có một trẻ bị tự kỷ. Một trong những khó khăn với trẻ tự kỷ hiện nay là chưa có chính sách hỗ trợ từ nhà nước. Lý do là việc đánh giá tự kỷ là bệnh hay tật chưa rõ ràng. Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Ban Chỉ đạo Giáo dục Trẻ Khuyết tật, nhưng sự quan tâm của Bộ mới chỉ chạm đến những trẻ khuyết tật về cơ thể, chưa tiếp cận được với trẻ tự kỷ. Không chỉ riêng trẻ em mà cả những người tự kỷ trưởng thành cho đến nay vẫn chưa thể hòa nhập cộng đồng do những rào cản định kiến. Đây là vấn đề đòi hỏi phải có những chính sách đặc thù để giảm khó khăn cho những người mắc hội chứng này, cũng như áp lực cho gia đình và xã hội. Mỗi năm, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Bình đều trích quỹ nhân đạo và vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí cùng ngày công, xây mới từ 3 đến 5 ngôi nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những trường hợp được hỗ trợ xây nhà mới đều do cán bộ, tình nguyện viên Hội Chữ Thập Đỏ các cấp khảo sát, lựa chọn công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo tiêu chí của hội và của các chương trình các nhà tài trợ. Riêng trong năm nay, thụ hưởng dự án Habitat, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Bình đã triển khai xây được 10 căn nhà mới, có những căn được hỗ trợ tới hơn 100 triệu đồng, trong đó có 20 triệu đồng từ dự án, còn lại là nguồn do hội vận động. Những căn nhà chữ thập đỏ được xây dựng ngày càng nhiều, không chỉ góp phần giúp người dân có nơi ăn chốn ở, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái dành cho những người kém may mắn trong cuộc sống. Gần 30 tỷ đồng là số tiền mà Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank Thái Bình tham gia đóng góp cho các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội trong năm nay. Từ đầu năm đến nay, Agribank Thái Bình phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể liên quan triển khai xây dựng một số công trình phúc lợi với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng. Tiêu biểu như trường trung học cơ sở xã Nam Hải, Tiền Hải, khu nhà 3 tầng, 16 phòng học, phòng chức năng có tổng trị giá xây dựng 13,5 tỷ đồng, trong đó chi nhánh tài trợ 5 tỷ đồng. Sau hơn một năm thi công, đến nay công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. Hiện nay một số công trình như trạm y tế xã Quỳnh Bảo, huyện Quỳnh Phụ, trường tiểu học xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, đường liên xã duy nhất huyện Vũ Thư đã và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bàn giao đưa vào sử dụng. Ngoài ra, Agribank Thái Bình còn ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh 500 triệu đồng, giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai gần 100 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô dừng đỗ tùy tiện sai quy định luật giao thông đường bộ là một trong những giải pháp được Công an thành phố Thái Bình triển khai thực hiện, góp phần làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Mặc dù có biển cấm dừng, cấm đậu, song trên nhiều tuyến đường của thành phố Thái Bình, tình trạng xe ô tô vô tình hoặc cố ý dừng, đậu sai quy định xảy ra thường xuyên. Còn ở những tuyến đường không có biển cấm, lòng lề đường, vỉa hè bị biến tướng thành nơi dừng đỗ lý tưởng, bến xe di động gây khó khăn cho các lực lượng chức năng. Nhưng mà cái khu vực dân phố chúng tôi và là phường chúng tôi thì nhắc nhở đã rất nhiều lần rồi, nhưng mà thôi thì cứ đi nhắc xong họ xuống, xong thì đến lúc sau thì người khác lại đánh lên. Kiểm tra giấy tờ thì phạt, với lại ấy thì chúng tôi, lực lượng tôi là không có quyền. Hạ tầng giao thông bất cập, chưa đồng bộ, số lượng ô tô gia tăng đột biến và một bộ phận người tham gia giao thông thiếu ý thức chấp hành pháp luật là những nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định. Nhằm góp phần giữ nghiêm kỷ cương phép nước, Công an thành phố triển khai nhiều giải pháp. Công an thành phố hàng tháng và hàng tuần thì cũng đã phân công các tổ, các chốt và giao cho các đồng chí là
trực tiếp mà làm kiểm soát và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Để xảy ra mà còn tồn tại ở trên địa bàn thì công an tỉnh cũng như công an thành phố là chỉ đạo rất gắt, và đối với cán bộ chiến sĩ tham gia trên các tuyến địa bàn không để chống địa bàn. Từ tháng 10 đến nay, công an thành phố xử phạt vi phạm hành chính 200 trường hợp xe ô tô dừng đỗ, đậu trái quy định, nộp ngân sách nhà nước 200 triệu đồng. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, thời gian tới công an thành phố tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm hành chính đối với hành vi dừng đỗ sai quy định. Tuy nhiên, về phía người tham gia giao thông, các chủ phương tiện cũng cần tự nâng cao ý thức trong việc xây dựng văn hóa giao thông, chấm dứt tình trạng tùy tiện dừng đỗ gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Phần cuối của chương trình, chúng tôi mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng nét đẹp tinh khôi của những bông hoa cúc họa mi, và còn gì tuyệt hơn khi đây là một lựa chọn cho quý vị vào dịp cuối tuần như thế này. Mùa cúc họa mi từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, thời gian hoa nở đẹp nhất kéo dài 3 tuần. Mỗi năm chỉ có một mùa cúc họa mi duy nhất, nên ai cũng muốn tận dụng cơ hội để đến vườn chụp ảnh, thưởng thức hương thơm, vẻ đẹp tinh khôi của loài hoa này. Tôi biết đến vườn cúc này thì qua Facebook. Thì đến đây thì mình thấy quang cảnh rất là yên bình và hoa thì rất là đẹp. Đến đây là rất cảm thấy rất hài lòng về là quang cảnh rất là đẹp, mà Thái Bình mình cũng rất tự hào về là vườn hoa quả với lại vườn cúc họa mi ở nơi đây ạ. Nông trại EBC Farm có diện tích 2,3 hectare, trồng đa dạng các loại hoa, riêng diện tích trồng hoa cúc họa mi là 2.000 m2. Không chỉ những ngày cuối tuần mà ngay cả những ngày thường, rất đông du khách tìm về đây để chụp ảnh. Với giá vé 30.000 đồng một người, mỗi ngày vườn hoa thu hút hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến chụp ảnh với loại hoa báo đông này. Vườn cúc họa mi rất là đẹp và rất là nhiều hoa để cho mọi người chụp ảnh. Chúng tôi sẽ rất thích quay trở lại để chụp ảnh nữa. Cùng với diện tích cúc họa mi nở rộ, thì những diện tích hoa cúc họa mi trồng buồn đang được nông dân của nông trại EBC Farm chăm sóc để phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nhỏ bé, mộc mạc nhưng không kém sự xinh đẹp. Chính vì vậy mà cúc họa mi được nhiều người yêu thích. Và những hình ảnh về hoa cúc họa mi vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.